Cô chào các con, hôm nay chúng ta sẽ học một bảng chia mới, đó là bảng chia 3. Qua bài học này, chúng ta sẽ lập và nhớ được bảng chia 3, viết giải bài toán có một dấu phép chia, bài 2 trang 25 của vở bài tập toán. Chúng ta bước vào bài học nhé. Các con hãy quan sát trên màn hình, cô sẽ chiếu lần lượt 4 tấm bìa. Mỗi tấm bìa có 3 chấm tròn. Vậy 3 được lấy 4 lần. Các con có phép nhân nào? À, các con sẽ có phép nhân 3 nhân 4 bằng 12. Vậy có tất cả là 12 chấm tròn. Đúng không nào? Từ phép nhân 3 nhân 4 bằng 12. Các con hãy giúp cho cô lập thành hai phép chia tương ứng nhé. Vậy chúng ta sẽ có phép chia 12 chia 3 bằng 4 và phép chia 12 chia 4 bằng 3. Nhưng hôm nay mình học bảng chia 3, do vậy mình sẽ lưu ý đến phép chia 12 chia 3 bằng 4, vì đây là phép chia cho 3. Như vậy, từ phép nhân 3 nhân 4 bằng 12, con đã thành lập được phép chia 12 chia 3 bằng 4. Vậy thì để thành lập phép chia 3, chúng ta sẽ dựa vào bảng nhân 3. Và vừa rồi cô đã cho các con thành lập được một phép chia 3 trong bảng chia 3 rồi, đó là phép chia 12 chia 3 bằng 4. Bây giờ còn các phép chia còn lại trong bảng chia 3, các con sẽ giúp cho cô tìm ra đáp án của chúng nhé. Thời gian làm bài của các con bắt đầu. Rồi, chúng ta cùng sửa bài nhé. Các con hãy cùng cô sửa bài. Bút chì đâu nào? Cầm bút chì lên và đá đúng vào kết quả đúng nha. Đồng thời sửa lại nếu sai. 3 chia 3 bằng 1. 6 chia 3 bằng 2. 9 chia 3 bằng 3. 12 chia 3 bằng 4. 15 chia 3 bằng 5. 18 chia 3 bằng 6. 21 chia 3 bằng 7. 24 chia 3 bằng 8. 27 chia 3 bằng 9. 30 chia 3 bằng 10. Bạn nào đã làm đúng hết tất cả đáp án giống như cô, vỗ tay hoan hô mình nào. Rồi, chúng ta sẽ đọc lại một lần nữa để nắm bài nha. 3 chia 3 bằng 1. 6 chia 3 bằng 2. 9 chia 3 bằng 3. 12 chia 3 bằng 4. 15 chia 3 bằng 5. 18 chia 3 bằng 6. 21 chia 3 bằng 7. 24 chia 3 bằng 8. 27 chia 3 bằng 9. 30 chia 3 bằng 10. Vừa rồi các con đã cùng cô đọc lại bảng chia 3 rồi. Ai đọc đúng và trôi chảy giống cô, chúng ta cùng vỗ tay hoan hô mình lần nữa nè. Rồi bây giờ các con sẽ cùng đến với phần tiếp theo nhé. Chúng ta sẽ nhận xét bảng chia 3 nhé. Các con hãy để ý cho cô cột đầu tiên. Các con có biết cột này là cột gì không? À, đây là cột số bị chia.
Ở cột này, các số được đếm thêm 3 đơn vị. 3 đếm thêm 3 được 6, 6 đếm thêm 3 được 9. Tương tự cho các số còn lại. Cột tiếp theo là cột số chia. Tất cả các số đều là số 3, vì đây là phép chia cho 3. Và cột cuối cùng là cột thương. Tất cả các số được đi theo thứ tự từ 1 đến 10. Vừa rồi, cô đã giúp cho các con nhận xét bảng chia 3 để dễ học bài hơn rồi. Dặn dò cho các con là các con học bảng chia 3, làm bài tập 1, 2, trang 25 của vở bài tập toán nhé. Tiết học đến đây kết thúc rồi. Chúc các con chăm ngoan, học giỏi. Thân ái chào các con.